đồng ý để ông Vương Đình Huệ, Thôi ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Cụ thể, Trung ương xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Mức án mà ông Phạm Thái Hà sẽ phải đối diện khi bị khởi tố thuộc nhóm tội phạm tham nhũng. Quý vị thân mến, những ngày qua, sự việc ông Phạm Thái Hà, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt đã làm nóng dư luận. Tội danh mà ông Phạm Thái Hà bị khởi tố thuộc nhóm tội phạm tham nhũng. Nhiều người thắc mắc với số tiền thất thoát được cho là hàng nghìn tỷ, không biết mức án mà Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phải đối mặt là gì. Vâng, thưa quý vị, theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mức hình phạt áp dụng đối với các nhóm tội danh có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng, ma túy, buôn lậu, tín dụng đen cụ thể như sau. Tội phạm về ma túy có 9 trên 13 tội danh, có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, tử hình. 3 tội danh có khung hình phạt cao nhất từ 10 đến 15 năm tù giam. 1 tội danh có khung hình phạt cao nhất đến 7 năm tù giam. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ có 4 trên 15 tội danh có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, tử hình. 6 tội danh có khung hình phạt cao nhất từ 10 đến 20 năm tù giam. 5 tội danh có khung hình phạt cao nhất từ 5 đến 7 năm tù giam. Tội phạm buôn lậu, khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Tội phạm vi phạm pháp luật, hoạt động liên quan tín dụng đen. Căn cứ hành vi, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các cơ quan tư pháp có thể xử lý hình sự về tội giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo đó, nhiều tội danh có mức hình phạt nghiêm khắc như tù chung thân hoặc tử hình, tội giết người, tù chung thân, tội cố ý gây thương tích, 20 năm tù, tội cưỡng đoạt tài sản. Như vậy, có thể khẳng định tội phạm tham nhũng, ma túy, buôn lậu, tín dụng đen phải chịu các hình phạt rất nghiêm khắc của Bộ Luật Hình sự. Hình phạt trong các vụ án cụ thể, các cơ quan tố tụng căn cứ quy định của pháp luật, hành vi, tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, nhân thân người phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xem xét quyết định. Quý vị thân mến, quyền lực luôn đi đôi kèm cám dỗ. Đạn bọc đường trước mặt, sau lưng quan chức, chỉ chờ lương tri mất cảnh giác. Nó có thể xuyên thủng bất cứ lúc nào. Khi ấy, sự nghiệp chính trị chẳng còn, thanh danh cũng tiêu tan. Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát kết thúc với mức án cho 86 bị cáo. Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, là bị cáo duy nhất bị xét xử tội nhận hối lộ 5,2 triệu đô, tương đương 118 tỷ đồng, lãnh án tù chung thân. Hành vi của cựu cục trưởng quá nguy hiểm, gây phẫn nộ tột cùng. Bà là tấm gương quan chức nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất nước,
bị phát hiện trong một vụ việc. Bị cáo rất ân hận, xấu hổ, lời bà Nhàn tại tòa. Phàm là người ở đời, ít nhiều ai cũng có bản chất tham sân si, nhưng tham chỉ nên đủ để sống có khát vọng, có giá trị, có lý tưởng. Lòng tham vô đáy đánh mất cả lương tâm thì nó không mang đến hạnh phúc mà chỉ toàn tai họa, đau khổ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đặt câu hỏi, cứ nghĩ trong cuộc sống mà xem, có những người có thiếu thốn gì đâu, nhưng tham thế, chưa làm cái gì đã nghĩ đến chấm mút, nói nhỏ là chấm mút, nói to là vi phạm pháp luật, không còn xứng đáng là đảng viên, dân coi thường. Vĩnh Thạnh, huyện miền núi của tỉnh Bình Định, dân còn cảnh nghèo khó, thiếu đất sản xuất, nhưng thật xấu hổ khi đất đai ở vị trí đẹp, rừng phòng hộ lại lọt vào tay cựu lãnh đạo và người thân, bất chấp luật pháp. Vợ cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Công Xí được thuê và cấp sổ gần 0,8 hectare đất. Cháu cựu bí thư huyện Nguyễn Đình Kim được thuê và cấp sổ 10 hectare đất. Phẫn nộ hơn, 138 hectare đất rừng phòng hộ được cấp sổ đỏ cho ba cha con cựu bí thư huyện. Thử hỏi, không phải là người thân của quan chức thì có được ưu ái đến mức ngồi xổm trên pháp luật vậy hay không? Chỉ khi báo chí vào cuộc, mọi chuyện mới vỡ lở. Hậu quả, cựu bí thư Kim bị khởi tố và 21 đảng viên, các đời cựu bí thư, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ba nhiệm kỳ từ năm 2000 đến 2015, có hai đời chủ tịch huyện là anh em ruột, bị soi trách nhiệm. Luật pháp bất vị thân, ái sai đều bị xử lý, đất cấp sai thì phải thu hồi. Nhưng biết bao giờ mới lấy lại lòng tin của nhân dân. Điểm qua các đại án gần đây, không khỏi giật mình với số tiền hối lộ quan chức. Tổng số tiền đưa nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu được xác định là 165 tỷ đồng. Đến nay, 54 bị cáo là lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ ở nhiều ngành bị đưa ra xét xử. Trong đó, cựu thư ký, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên nhận hối lộ 253 lần, tương đương 42,6 tỷ đồng. Ông Kiên dù không có chức năng, nhiệm vụ trong phê duyệt chuyến bay, nhưng lại là cán bộ nhận hối lộ nhiều nhất cả số lần và số tiền. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng có 37 lần nhận hối lộ, tổng số tiền 21,5 tỷ. Cấp dưới của Tô Anh Dũng là cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan, nhận hối lộ số tiền lớn nhất trong nhóm lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao với hơn 25 tỷ. Vụ án kit test Việt Á, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt cùng các bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 431 tỷ, đưa hối lộ cho các quan chức 106 tỷ, có 38 bị cáo đã bị lãnh án. Vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là người nhận hối lộ nhiều nhất với 2,25 triệu USD, tương đương hơn 51 tỷ đồng, lãnh án 18 năm tù. Còn vụ án tại công ty AIC là một điển hình đau xót về lợi ích nhóm và cán bộ bị vô hiệu hóa bởi đạn bọc đường. Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp xúc với cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành. Từ sự giới thiệu của ông Thành, Nhàn gặp gỡ loạt lãnh đạo cấp cao của tỉnh như cựu chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bồ Ngọc Thu. Tất cả những người này đều được Nhàn đưa tiền hối lộ, người thấp nhất là 1 tỷ đồng Bồ Ngọc Thu và người cao nhất là 14,8 tỷ đồng Phan Huy Anh Vũ. Cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai, mỗi người nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng. Hay vụ hậu pháo, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, chủ tịch ủy ban nhân dân Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân Quảng Ngãi Cao Khoa bị bắt về tội nhận hối lộ. Đáng chú ý, cựu chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít Vĩnh Long Đặng Trung Hoành nhận 64 tỷ đồng từ hậu pháo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó C03 đánh giá đây là vụ án lớn, một dạng tội phạm mới. Thông qua lời khai, thấy Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực một số bị can, nguyên là lãnh đạo tỉnh, thậm chí thường trực tỉnh ủy để trục lợi. Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen, người có chức vụ tại địa phương để chi phối chính quyền cơ sở. Bộ Công an coi đây là hành vi rất nguy hiểm, gây thiệt hại tài sản nhà nước, làm xấu hình ảnh chính quyền nhân dân, tướng Thành nói. Xem tòa biệt thự 3 tầng màu trắng nguy nga, hai mặt tiền tại khu nhà giàu
mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đang ở bị công an phong tỏa, được đưa lên mặt báo. Tôi thật sự choáng, thật đau xót, bởi trong dân ai cũng hiểu, lương chủ tịch tỉnh thì tiền đâu để ở căn nhà to thế. Ông bận trăm công nghìn việc, họp hành ở cơ quan, về với dân còn không đủ, thời gian ở nhà bao nhiêu ngoài giấc ngủ. Ở vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một địa phương, ông Minh đáng ra nên ghi điểm trong mắt dân bằng cách đưa ra quyết sách, dám nghĩ, dám làm, kiên định lo cho dân, giúp Quảng Ngãi phát triển. Như vậy, dân mừng lắm rồi, cần gì xính nhà to, cửa rộng. Dân còn khổ, chủ tịch thương dân thì sướng vui gì, mà ở nhà sang. Tôi nghĩ trường hợp các quan chức bị khởi tố chỉ là bộ phận nhỏ, con sâu làm dầu nồi canh, trong vô vàn câu chuyện tích cực ở cán bộ đang hết lòng phụng sự nhân dân. Họ không cần nhà to, đất nhiều, tài sản đắt đỏ, chỉ ở nhà thuê, nhà công vụ, đi xe máy cũ kỹ, ăn cơm lề đường. Tôi từng nghe câu chuyện một quan chức ở miền Trung, khi gia đình có việc hệ trọng, cần sửa lại căn nhà cũ vốn rất sơ sài để lo liệu, vị này cầu thị đến tận nhà hàng xóm, cán bộ hưu trí xin phép được sửa chữa. Đành rằng việc cá nhân, chẳng ai lại đi xin xỏ ý kiến người ngoài, nhưng vì tôn trọng, ngại ảnh hưởng, lại không muốn bị hiểu nhầm bản thân thay đổi, có lối sống hưởng thụ, thích phô trương. Là đầy tớ của dân, cán bộ có lòng tự trọng, sống giản dị, dè dặt với việc riêng tư cá nhân, nhưng quyết liệt xả thân hết mình vì việc chung của dân, đề cao công bằng lẽ phải thì chân quý biết bao. Thật ra đồng tiền bẩn tạo ra sự giàu có của quan chức, nó chưa bao giờ làm nên giá trị trước mắt dân và chắc chắn không bao giờ được dân nể trọng, tôn kính, ngược lại còn bị dân khinh bỉ, dè bỉu. Thước đo tài đức của cán bộ là khi được giao chức vụ, quyền lực, kết thúc chiếc ghế nhiệm kỳ, vị công bộc của dân đã làm gì để lo cho dân, quê hương phát triển, chứ không phải dùng quyền lực để phục vụ mưu cầu, kiếm trác tài sản cho bản thân, gia đình. Quan chức tha hóa, biến chất, bị ngã ngựa, đưa vào lò vừa qua là minh chứng đanh thép cho khẩu hiệu quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng. Không dừng, không nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngẫm lại, càng thấm lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đốn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Tôi tin, cán bộ có lương tâm, biết sợ luật pháp và lo cho dân sẽ không bao giờ dám nghĩ tới chuyện tiêu cực, kiếm trác, vụ lợi. Làm cán bộ đừng đánh mất thanh danh, công sức mình phấn đấu, xây dựng cả đời, thay vì những đồng tiền bẩn. Quý vị thân mến, theo Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Ngày 22 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, việc ra quyết định tố tụng đối với ông Phạm Thái Hà nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Ông Phạm Thái Hà, 48 tuổi, quê ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, có học vị tiến sĩ kinh tế. Ông từng là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, CPA, chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông Hà đã trải qua các vị trí như thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước, thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính hàm vụ trưởng, thư ký của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 5 2022, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 người.
Ngoài bị can Phạm Thái Hà, còn có 3 bị can là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ quản lý, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An được thành lập vào tháng 8 năm 2004 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, cũng như đầu tư vào bất động sản. Vốn điều lệ của Thuận An tính đến tháng 8 2020 là 300 tỷ đồng. Đến tháng 1 2022, vốn điều lệ nâng lên 800 tỷ đồng. Đến tháng 1 năm 2023, công ty này thay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An TAG. Đại diện pháp luật của công ty lúc bấy giờ là ông Trần Anh Quang, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, và ông Nguyễn Duy Hưng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Báo Công an Nhân dân dẫn chứng, riêng trong giai đoạn 2019 đến nay, Thuận An Group từng tham gia khoảng 51 gói thầu hình thức trực tuyến, trong đó trúng 39 gói thầu, trượt 8 gói và 4 gói vẫn chưa có kết quả. Tổng giá trị của các gói trúng thầu là 22.612 tỷ đồng. Trong số này, đáng chú ý có hơn 8.272 tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu. Tổng giá trị trúng thầu độc lập chỉ hơn 144 tỷ đồng. Còn lại đa phần Tập đoàn Thuận An tham gia dưới hình thức liên danh trong tổng giá trị nêu trên. Các gói thầu giao thông mà Tập đoàn Thuận An đã trúng được gần đây được nhiều cơ quan báo chí liệt kê bao gồm: tại tỉnh Lạng Sơn, gói thầu số 7 với giá trị 878,3 tỷ đồng, thi công nâng cấp quốc lộ 4B. Tại thành phố Hà Nội, gói 40 thi công cầu vượt núi An Dương Vương, đường Thanh Niên với giá trị 191 tỷ đồng. Gói số 02 thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với giá trị trúng thầu hơn 289 tỷ đồng. Tại Quảng Ninh, gói thầu số 13 thi công xây dựng cầu Lạch Gạc 1, Lạch Gạc 2, đường ven sông nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, giá trị hơn 706 tỷ đồng. Tại Hà Giang, gói thầu số 04XL thi công dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giá trị 815 tỷ đồng. Tại Tuyên Quang, gói 26 dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào với Tuyên Quang - Phú Thọ với giá trị hơn 487 tỷ đồng với vai trò là liên danh. Gói 26 giai đoạn 2 với giá trị hơn 90 tỷ đồng. Tại Đắk Lắk, gói thầu 03 thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thành phố Buôn Ma Thuột, giá trị hơn 514 tỷ đồng. Tại Nghệ An, gói thầu 14 thi công nâng cấp quốc lộ 15A đoạn km 301+500, km 333+200, giá trị hơn 60 tỷ đồng. Tại tỉnh Tây Ninh, gói thi công xây dựng công trình DT793 đoạn từ km 0+000 đến km 24+000 và các cầu suối Núc, kênh Tân Hưng, suối Kỳ với giá trúng thầu là 300 tỷ đồng. Tại tỉnh Phú Yên, gói thầu 01 thi công nút giao khác mức đường số 2, khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư, trị giá hơn 496 tỷ đồng. Gói thầu số 01EC thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số 2, khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, đường Nguyễn Văn Linh, tỉnh Phú Yên với giá hơn 496 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gói XL05 thi công đường vành đai 3 qua thành phố Thủ Đức với giá trị 2.303 tỷ đồng. Gói thầu XL02 thi công xây dựng hầm chui HC2 và trạm bơm dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ với giá trị 262 tỷ đồng. Gói XL04 và XL05 dự án cầu Bưng đến cầu Tham Lương thuộc cải tạo kênh Tham Lương với giá trị hai gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng. Tại Bắc Giang, dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có tổng mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng. Gói thầu số 18 thi công mở rộng cầu Hùng Vương và các tuyến nhánh thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường gom bên trái tuyến quốc lộ 1 đoạn từ nút giao quốc lộ 31 đến nút giao Hùng Vương và cải tạo nút giao Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với giá 79 tỷ 612 tỷ đồng. Tại Bình Dương, gói thầu thi công thuộc dự án xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến Bầu Bàng có giá trúng thầu hơn 1.000 tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, dự án nút giao thông hầm chui Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương có tổng mức đầu tư hơn 118 tỷ đồng hiện đã hoàn thành. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ,
xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, đồng thời khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Duy Hưng, Tổng Giám đốc Trần Anh Quang, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Mẫn. Việc khởi tố bắt tạm giam cùng lúc ba lãnh đạo đứng đầu Tập đoàn Thuận An vì những sai phạm trong công tác đấu thầu dự án ở Bắc Giang, khiến hàng loạt tỉnh thành khác bật báo động đỏ, khẩn trương rà soát hàng loạt dự án mà tập đoàn này thực hiện trên địa bàn tỉnh thành mình.